Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cẩm Ly hội ngộ người tình một thời trên sân khấu, hát ca khúc khiến khán giả bồi hồi. Chàng trai sánh đôi cùng Cẩm Ly trên sân khấu này là ai? Mới đây, Cẩm Ly đã có một đêm nhạc với không gian ấm cúng tại một phòng trà nổi tiếng. Dù tần suất chạy show không còn nhiều như trước kia, nhưng mỗi đêm diễn của Cẩm Ly đều thu hút lượng khán giả lớn có mặt để ủng hộ cho nữ ca sĩ. Đặc biệt, đêm nhạc lần này còn có sự góp mặt của nam ca sĩ Quốc Đại, càng khiến khán giả có lý do để không thể bỏ lỡ. Được biết Cẩm Ly và Quốc Đại từng là một trong những cặp song ca đình đám ở những thập niên 2000, được khán giả vô cùng yêu mến. Thế nên màn hội ngộ của hai giọng ca này trên sân khấu nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Trên kênh TikTok của mình, Cẩm Ly cũng đã đăng tải đoạn clip ghi lại tiết mục song ca giữa mình và Quốc Đại trong đêm diễn vừa qua, thu hút đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng. Trong clip, Cẩm Ly vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, xinh đẹp dù đã bước sang tuổi 50, nhưng nữ ca sĩ vẫn vô cùng trẻ trung, có phần nhí nhảnh mỗi khi đứng trên sân khấu. Quốc Đại của hiện tại tuy không còn giữ được vóc dáng lẫn khuôn mặt thư sinh trong quá khứ mà đã dần xuất hiện dấu vết của thời gian, nhưng giọng hát ngọt ngào mùi mẫn của nam ca sĩ vẫn không thể lẫn vào đâu được. Sánh đôi cùng nhau trên sân khấu, cả hai đã tái hiện lại ca khúc Ngày Không Em, sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Minh Vy, từng được khán giả vô cùng yêu mến qua giọng hát của Cẩm Ly và Quốc Đại. Sau rất nhiều năm trôi qua, khi nghe cặp đôi này hát lại ca khúc Ngày Không Em, nhiều cư dân mạng đã không giấu được cảm xúc bồi hồi, xao xuyến và khẳng định rằng dù có rất nhiều nghệ sĩ đã từng hát lại ca khúc này, nhưng phiên bản của Cẩm Ly và Quốc Đại vẫn là duy nhất và không thể thay thế. Còn nhớ giai đoạn những năm 2000, cặp đôi Cẩm Ly và Quốc Đại được khán giả vô cùng yêu mến nhờ những bản song ca nổi tiếng cho đến tận bây giờ như Cà Phê Miệt Vườn, Anh Đi Giữ Vườn, Hoa 10 Giờ, Nếu Chúng Mình Cách Trở, ca sĩ Quốc Đại và Chuyện Sang Trang khi gặp gỡ Cẩm Ly. Trong khoảng tối của sự nghiệp, Quốc Đại như bám được vào chiếc phao cứu sinh của vợ chồng Cẩm Ly và có cơ hội đi diễn với nữ ca sĩ. Cho đến nay, anh vẫn ghi nhớ chữ ơn đấy trong lòng mình. Bước thăng trầm sự nghiệp, dù hiện tại đã thành công trên con đường nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau, nhưng ít ai biết rằng Quốc Đại từng có thời điểm chán nản muốn bỏ nghề. Cụ thể, Quốc Đại cho biết, sau một năm trời đấu tranh tư tưởng, thì vào đầu năm 2006, anh quyết định dừng toàn bộ hoạt động ca hát để chuyển hướng sang kinh doanh. Nguyên nhân chính cho quyết định này là bởi Quốc Đại cảm thấy sự đón nhận của khán giả dành cho mình đã biến mất. Trong khoảng thời gian đen tối nhất của sự nghiệp, tưởng chừng như phải dừng lại tất cả, thì Quốc Đại lại may mắn gặp được vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Minh Vy. Một tháng sau lần đi diễn chung với Cẩm Ly, anh nhận được lời mời làm ca sĩ độc quyền của trung tâm Kim Lợi do nhạc sĩ Minh Vy quản lý. Quốc Đại chia sẻ đây là một cơ hội cực kỳ lớn dành cho mình. Thế nhưng sự tự ti lúc ấy khiến anh không dám dấn thân vào một con đường mới hay thử thách mới. Quốc Đại xúc động cho biết lời cảm ơn dành cho Cẩm Ly và Minh Vy không biết bao nhiêu là đủ. Trước khi trở thành ca sĩ độc quyền, cát-xê của anh là 120.000 đồng. Kể từ khi về với trung tâm Kim Lợi thì mức cát-xê ấy tăng lên hẳn 500.000 đồng. Cho đến thời điểm hiện tại, Cẩm Ly và Minh Vy vẫn hỗ trợ hết mực trên con đường ca hát mặc dù đã hết độc quyền. Nam ca sĩ từng có sự nghiệp thăng hoa nhờ vợ chồng Cẩm Ly. Được biết Quốc Đại là một người vô cùng kín tiếng trong chuyện riêng tư, đặc biệt là tình cảm. Tại chương trình, Quốc Đại thú nhận mình biết yêu vào năm 20 tuổi. Người anh cảm mến là một bạn thi chung với Quốc Đại vào năm 1996. Anh cho biết mình mê đắm đuối giọng hát cao vút của người này. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.